Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Mễ Nhiệt, tên đầy đủ là Mễ Nhiệt Hạ Đề Á Lý Khôn. Anh hoạt động trong giới giải trí với nghệ danh Mễ Nhiệt. Mễ Nhiệt sinh ngày 20 tháng 7 năm 1991, sinh ra tại Ô Lỗ Mục Tề, Tân Cương. Chiều cao 1m80 và nặng 68kg. Hiện tại là người mẫu diễn viên thuộc công ty của Vu Chính. Mễ Nhiệt tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng Mễ Nhiệt được đánh giá cao về ngoại hình và diễn xuất. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như Chế Tạo Mỹ Nhân, Ban Thục Truyền Kỳ, Bán Yêu Khuynh Thành. Được biết đến nhiều là gà cưng của Vu Chính nên ít người biết rằng Mễ Nhiệt và Mỹ Nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba từng là bạn học khi còn là sinh viên tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Mễ Nhiệt cũng chính là nam diễn viên may mắn được Địch Lệ Nhiệt Ba trao nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Cặp đôi đã có nụ hôn ngọt ngào trong bộ phim Nghịch Quang Chi Luyến. Được biết, từ thời sinh viên hai người đã đóng cặp với nhau trong các tiết mục ở lớp học diễn xuất, nên cảnh hôn trong Nghịch Quang Chi Luyến khá thuận lợi. Tham gia khá nhiều phim nhưng phải đến khi tham gia vào dự án cổ trang Vân Tịch Truyện, cái tên Mễ Nhiệt mới gây được sự chú ý của khán giả với vai diễn cốc chủ Cố Thất Thiếu. Trong phim, anh vào vai nam phụ si tình, luôn ở phía sau theo dõi nữ chính Hàn Vân Tịch do Cúc Tịnh Y đảm nhận và hy sinh vì nàng. Mễ Nhiệt đã gây được ấn tượng với khán giả bằng diễn xuất tiến bộ của mình. Trước Vân Tịch Truyện, Mễ Nhiệt cũng từng vào vai nam phụ khổ vì tình trong Bán Yêu Khuynh Thành với vai diễn U Đồng, một bán yêu mạnh mẽ, luôn tìm cách để bảo vệ nữ chính Khuynh Thành do Lý Nhất Đồng thủ vai. Tình cảm của U Đồng dành cho Khuynh Thành vô cùng sâu đậm, luôn âm thầm hy sinh để Khuynh Thành được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cái kết lại khiến cho fan vô cùng xót xa, U Đồng một lần nữa chết để bảo vệ người yêu. Sau nhiều lần đảm vụ vai nam phụ si tình, trong 2020, Mễ Nhiệt đã được lên hàng nam chính cùng với bộ phim cổ trang Y Nữ Thế Gả, hay còn có tên gọi khác là Thế Gả Công Chúa. Phim đã lên sóng trên Ái Kinh Nghệ vào ngày 10 tháng 7. Đây là bộ phim tình yêu cổ trang với Mễ Nhiệt và Cống Mễ đảm nhận vai nam nữ chính. Phim được cải biên từ tiểu thuyết Công Chúa Thế Gả của tác giả Không Không. Nội dung chính kể về Liễu Tịnh do Cống Mễ đảm nhận là con gái thái phó Trần Quốc bị ép gả cho hoàng đế Bù Nhìn Chu Quốc Vũ Văn Ung. Do Mễ Nhiệt thủ vai vào cuối thời Nam Bắc Triều, hai người cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, chống lại các âm mưu triều chính để cùng hạnh phúc bên nhau. Bên cạnh nội dung thú vị, phim cũng được chú ý trong tạo hình trang phục bắt mắt.